Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có phản ánh đơn thư của công dân Nguyễn Văn Tin, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi và trích dẫn công văn trả lời đơn thư công dân của một số cơ quan chức năng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Văn Tin, thường trú tại thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Nội dung đơn thư ông Tin phản ánh về việc thôn có dự án đấu giá đất giãn dân tại vị trí ao Cổng Hến, thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Nguyện vọng của nhân dân là để nguyên đường cũ mở thêm đường xóm vào khu Nam và nắn trục đường chính cho thẳng, tránh tai nạn giao thông khi nhân dân lưu thông. Theo đơn thư công dân phản ánh, phóng viên chuyên mục hộp thư đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền địa phương là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Vinh, công chức địa chính, tư pháp và bí thư chi bộ trưởng thôn Ngọc Châu cùng công dân Nguyễn Văn Tin. Tại buổi làm việc, ông Đặng Quang Đãng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Vinh cho biết diện tích ao Hến có khoảng 1.200 m². Năm 2017, địa phương có thuê đo đạc thiết kế và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt gần 800 m² để xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Hiện nay chúng ta giải quyết được, ba cái nội dung theo như tin trình bày. Ba cái nội dung: một là cái đường cũ, chúng ta để nguyên là 3 m, nhưng hiện nay đổ bê tông ở chỗ trên 3 m. Hai là chúng ta xây dựng cái đường mà đi vào cái xóm khu Nam, theo như ông nói là xóm khu Nam hiện nay mặt đường kết cấu bê tông là 3 m và 2 cái rãnh mỗi bên là 50 cân xây một ngày, nắp có chừng lực. Cái thứ ba là rãnh nước là hoàn thành xong. Đường hiện trạng bây giờ sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng nó là mương thoát nước thì hiện trạng bây giờ lên đến 7-8 m, đó là đảm bảo cái độ, đó là đường trục liên thôn thì đương nhiên là với độ rộng như vậy và cống rãnh là lắp chịu lực thì nó đảm bảo quy hoạch nông thôn mới với đích nông thôn mới. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tin cho biết ngày 17 tháng 4 năm 2021, khi có trận mưa to, đường bị ngập nước. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Phương, bí thư chi bộ trưởng thôn Ngọc Châu cho biết. Cái trận mưa hôm đó là ngay cái cống đầu tiên, ngay tại cái chỗ gấp cua cái áo đấy là bị tắc. Nước nó mới dày lên đường. Bản thân tôi trực tiếp là người ở địa phương điều động 2 công dân ra để thông các cái cống đó cho nó chảy đi. Thì sau khi thông một cái là hết nước. Tại thực địa, phóng viên đã ghi lại hình ảnh khu đất đã được san lấp mặt bằng. Đường quy hoạch mới trong khu dân cư có chiều rộng mặt đường 3 m. Hai bên là rãnh nước có chiều rộng 0,5 m, có lắp đậy chịu lực. Đường xóm hiện trạng đang sử dụng Ủy ban Nhân dân xã vẫn giữ nguyên, đảm bảo độ rộng từ 3 m. Đường trục chính liên thôn Gia Cốc đi Ngọc Châu, đường chính giữ nguyên và mở rộng. Tôi đại diện cho nhân dân và đây là ý kiến của nhân dân nha, là sẽ nắn cái vai bò này, nuôi vào khoảng độ hơn 1 m nữa. Đấy, để cho nó phù hợp với sau này, phát triển sau này và tránh tai nạn sau này. Đấy, vì mất nếu sau này nếu không nắn, thưa hội bây giờ không nắn được thì sau này nếu bán đấu giá rồi nhá thì mất cái tầm nhìn của nhân dân. Tại điều 3, quyết định số 3202 ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành một số quy định và hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 về chiều rộng mặt đường, đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện tối thiểu 3,5 m, đường trục thôn, đường liên thôn tối thiểu 3 m, đường ngõ xóm tối thiểu 2 m, đường trục chính nội đồng tối thiểu 3 m. Ban biên tập hộp thư nhận được đơn tố cáo của công dân Đinh Quang Xê, hộ khẩu thường trú xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Nội dung công dân tố cáo về việc: khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2021, ông C đang làm ruộng thì bị một nhóm người xúm vào giằng cuốc, đồng thời đánh, hành hung ông. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ông C lên cơn sốt, đau đầu, buồn nôn, phải đi khám điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Đến ngày 23 tháng 2, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Sau khi nhận được đơn thư của công dân, ban biên tập hộp thư đã có phiếu chuyển đơn đến công an huyện Tiên Lữ và nhận được ý kiến trả lời. Là ngày 21 tháng 2 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lữ ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 12 đối với nội dung tố cáo trên.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra, xác minh. Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Chín, cư trú tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Nội dung đơn thư phản ánh về việc gia đình hàng xóm đã xây bịt kín dòng chảy thoát nước của gia đình bà. Ban biên tập hộp thư đã có phiếu chuyển đơn đến Ủy ban nhân dân xã Bình Minh và nhận được công văn số 13 của Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, huyện Khoái Châu trả lời như sau. Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Chín với nội dung đề nghị ông bà Yến Lai phá đoạn tường giáp ranh với rãnh thoát nước của gia đình bà Chín. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đến đo đạc hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Chín và kết quả là kích thước các cạnh của thửa đất không thay đổi so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà gia đình bà Chín đã được cấp đổi theo dự án Vlap đo lập năm 2011. Không có hộ gia đình giáp ranh liền kề nào lấn chiếm sang phần đất của gia đình bà Chín đang sử dụng. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Bình Minh tổ chức buổi làm việc với gia đình bà Chín và đại diện chủ đất liền kề có liên quan là ông Phạm Văn Lai. Tại buổi làm việc, bà Chín có đề nghị về rãnh thoát nước sinh hoạt của gia đình bị gia đình ông Lai bịt lại không có thoát ra rãnh tập thể. Ý kiến của ông Lai, phần tường của gia đình không ảnh hưởng hay xây lấn sang phần đất của bà Chín, nên phần rãnh thoát nước thải của gia đình bà Chín muốn đảm bảo thì bà Chín phải tự khắc phục. Sau nhiều buổi hòa giải, Ủy ban nhân dân xã Bình Minh đã vận động được gia đình ông Lai hạ thấp bức tường đã xây bằng với mặt rãnh nước của bà Chín để nhà bà Chín có thể xả thải được. Và hiện tại, rãnh nước thải sinh hoạt của bà Chín đã xả thải được nhưng thải trực tiếp ra đường. Ý kiến của bà Chín là muốn gia đình ông Lai phải phá dỡ toàn bộ bức tường xuống tận chân đất để gia đình bà xây lại. Nhưng gia đình ông Lai khẳng định gia đình ông xây bức tường đó nằm trên phần đất của gia đình, chứ không sang phần đất của bà Chín hay đất tập thể. Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã đã mời bà Chín đến làm việc để hướng dẫn bà làm thủ tục gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu để giải quyết, vì đây là thuộc trường hợp tranh chấp về mốc giới. Nhưng tại buổi làm việc, bà Chín không ký vào biên bản làm việc. Ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được đơn thư của bà Hoàng Thị Thêu, thường trú tại đội 2, thôn Phương Thượng, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Nội dung đơn thư hỏi về việc ứng cử và tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phương Triều nhiệm kỳ 2021-2026 của thôn Phương Thượng có đúng quy định của pháp luật hay không. Ban biên tập hộp thư đã có phiếu chuyển đơn đến Ủy ban bầu cử xã Phương Triều và nhận được ý kiến trả lời như sau. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của Ủy ban bầu cử xã Phương Triều đã mời bà Thêu đến làm việc để trả lời đơn thư của bà hỏi. Theo thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phương Triều, thôn Phương Thượng được giới thiệu hai người của thôn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 1 tháng 3 và 4 tháng 3 năm 2021, Ban công tác Mặt trận thôn đã tổ chức hội nghị để dự kiến và giới thiệu người của thôn ứng cử. Ngày 9 tháng 3 năm 2021, Ban công tác Mặt trận thôn Phương Thượng phối hợp với trưởng thôn tổ chức hội nghị cử tri của thôn để giới thiệu hai người ứng cử đại biểu và đã có ý kiến giới thiệu thêm một người trong thôn để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Tại hội nghị, tổng số cử tri đại diện hộ gia đình có mặt là 57 cử tri. Hội nghị đủ điều kiện tổ chức theo quy định về bầu cử. Sau khi Ban công tác Mặt trận thôn thông qua danh sách giới thiệu hai người ứng cử do các hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn đã giới thiệu, hội nghị thảo luận và đã có ý kiến giới thiệu thêm một người trong thôn để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Hội nghị đã nhất trí giới thiệu 3 người của thôn để ứng cử. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết tín nhiệm. Có một người đạt 100%, một người đạt 49,12%, một người đạt 45,6%. Theo quy định, người được ứng cử là người phải được trên 50% tổng số cử tri có mặt tín nhiệm. Hội nghị nhất trí giới thiệu một người đạt tín nhiệm trên 50% để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phương Triều hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với nội dung đơn hỏi của bà Hoàng Thị Thêu có những nội dung không đúng như ngày tổ chức hội nghị trong đơn nói là ngày 10 tháng 3 năm 2021, thực tế là ngày 9 tháng 3 năm 2021, số cử tri có mặt tại hội nghị là 54 cử tri là không đúng. Thời gian qua, Ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của ông Đào Văn Khoái, thôn Đồng An, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, có đơn kiến nghị với nội dung.
Ông Hoàng Ngọc Luyến, Bí thư chi bộ và ông Lê Khắc Vũ, trưởng thôn Đồng An năm 2014 đã cùng nhau cấu kết, lạm dụng chức quyền, tự ý bán đất và ao của thôn để thu lợi bất chính. Nay cơ quan pháp luật đã làm sáng tỏ sự việc thu hồi lại ao mà hai ông đã bán. Vậy ông Luyến và ông Vũ có bị xử lý truy tố trước pháp luật hay không? Theo đơn thư công dân, ban biên tập hộp thư đã có phiếu chuyển đơn đến Ủy ban Nhân dân xã Toàn Thắng, huyện Kim Động và nhận được công văn trả lời. Ngày 4 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã đã làm việc với ông Đào Văn Khoái và ngay sau khi làm việc, ông Khoái đã tự nguyện đề nghị Ủy ban Nhân dân xã xin được rút đơn kiến nghị của mình, ghi ngày 11 tháng 11 năm 2020. Ông Khoái không có yêu cầu hay kiến nghị gì về việc giải quyết đối với nội dung đơn. Đồng thời, ông Khoái đề nghị Ủy ban Nhân dân xã cũng như Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên không giải quyết đơn kiến nghị nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của những công dân có tên sau gửi đến. Đơn thư của ông Dương Văn Bằng, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, đơn thư của ông Đỗ Huy Điểm, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, đơn thư của ông Nguyễn Văn Thanh, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, đơn thư của bà Đỗ Thị Hậu, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, đơn thư của bà Lê Thị Diệu, xã Tân Châu, huyện Quai Châu, đơn thư của bà Đặng Thị Thu, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, đơn thư của ông Trần Xuân Biển, nguyên quán, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, đơn thư của ông Hoàng Văn Du, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, đơn thư của bà Đinh Thị Hồng Thắm, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, đơn thư của ông Phạm Văn Quý, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nhận được đơn thư của công dân, ban biên tập hộp thư sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi nào nhận được ý kiến phúc đáp, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị và các bạn được biết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.